Dạ vâng, cảm ơn. Chúng tôi bây giờ xin mời Chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai. Dạ, kính thưa ban tổ chức, ban điều phối hội luận, các anh chị em hiền nhân quân tử. Tôi là chánh sự Nguyễn Xuân Mai, chức việc ban trị sự Vĩnh Long, Việt Nam, cũng là tín đồ Cao Đài Gốc Đạo 1926 do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sáng lập. Nay, đạo Cao Đài sau 1975 đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình tiêu diệt và phân hóa tôn giáo chia để trị. Nhà nước giải tán hành chánh đạo Cao Đài 1926 đến năm 1997, lập ra chi phái Cao Đài Tây Ninh để nhằm mục đích là đánh lừa nhân sanh, nhằm lẫn giữa đạo thật và đạo giả, chiếm toàn bộ cơ ngơi của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài 1926 từ Trung ương Tòa Thánh Tây Ninh và 300 thánh thất tại Việt Nam. Chúng tôi phải về tu tại gia. Trong thời gian đó, chúng tôi đi hành đạo gặp rất nhiều khó khăn như cầu siêu, tang tế sự, thượng tượng, lập thiên bàn thờ thiên nhãn, tức thờ Thượng Đế. Lúc nào cũng bị chính quyền Việt Nam và chi phái 1997 phối hợp lại, đàn áp, đánh đập, sách nhiễu, gây rối và kêu giải tán, không cho thờ cúng thành sinh hoạt tôn giáo tại mỗi địa phương như Tây Ninh, Trảng Bàng, Tân Châu, Mỏ Công, Thủ Thừa Long An, Gò Công, Tiền Giang, Bình Dương. Và khi về tới nhà thì chúng tôi đã bị công an an ninh tại địa phương mời lên cơ quan làm việc và họ ghép tội cho chúng tôi là thành phần phản động, thành phần khủng bố. Dù các địa phương xa xôi từ miền Tây xuyên qua miền Đông, chúng tôi tín đồ Cao Đài 1926 vẫn cố gắng tạo phương tiện hiệp tâm, hiệp lực. Dù tài chính yếu kém và khó khăn, cũng phải vượt qua hàng trăm cây số, vượt suối băng ngàn trong đêm khuya để hỗ trợ lẫn nhau, hầu duy trì và gìn giữ bảo vệ thánh danh đạo Cao Đài Thượng Đế. Đó là hành trình hành đạo trong nước, quốc nội Việt Nam. Chưa nói đến việc đi đòi quyền hành chánh tôn giáo, chúng tôi cũng vượt hàng ngàn cây số từ cuối miền Tây Việt Nam đến tận miền Bắc xa xôi, quyết gặp cho được ban tôn giáo trung ương để yêu cầu chính quyền Việt Nam phải trả lại tài sản cơ ngơi của đạo Cao Đài. Chuyến hành trình gian nan vượt khó, phải đi suốt 6 ngày 6 đêm trên 5.000 cây số lượt đi và về trong phái đoàn 12 người đại diện cho các tỉnh, yêu cầu ban tôn giáo trung ương phải xem xét cho chúng tôi mở đại hội nhân sanh phục hưng hành chánh đạo Cao Đài. Đến năm 2015, tín đồ Cao Đài đã bắt được nhịp cầu để liên kết quốc tế và được các tổ chức quốc tế chiếu cố và quan tâm như tổ chức BBSOS, Ủy ban Tự do Tôn giáo Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ, Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Nhân quyền của Đức. Thêm vào đó, các tín đồ dù là phụ nữ, tay yếu chân mềm, khi hay tin tổ chức BBSOS mở hội nghị tổ chức tự do tôn giáo và niềm tin ở Thái Lan, vào năm 2015, chúng tôi được nhân sanh cử đi xuất cảnh để dự hội nghị nhưng đã bị chính quyền Việt Nam ra lệnh cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng chúng tôi không dừng bước và tìm cơ hội vượt qua hai biên giới từ Việt Nam qua Campuchia và đến Thái Lan quyết dự cho được buổi hội nghị tự do tôn giáo và niềm tin tại Bangkok, Thái Lan. Tại buổi hội nghị do BBSOS tổ chức, chúng tôi đã gặp rất nhiều chính khách như bà Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ và đại biểu tôn giáo quốc tế tại Đông Nam Á. Chúng tôi đã nói lên sự thật là mất tự do tôn giáo và niềm tin Thượng Đế tại Việt Nam vì đã bị chính quyền Việt Nam khống chế và tiêu diệt. Đến năm 2017, tôi đã được nhân sanh cử đi dự hội nghị tự do tôn giáo và niềm tin tại Manila, Philippines, và cũng bị công an địa phương gửi giấy mời lên cơ quan làm việc. Đến năm 2018, nhân sanh cử đi dự hội nghị tự do tôn giáo và niềm tin tại Thái Lan nhưng đã bị công an an ninh cấm xuất cảnh tại cửa khẩu Long Bình, Châu Đốc, An Giang vì lý do an ninh quốc gia. Và đến 2019, tôi cũng là nhân chứng sống về vấn đề cấm xuất cảnh vì đã bị công an an ninh hải quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chặn lại không cho xuất cảnh sang Thái Lan để dự hội nghị tự do tôn giáo và niềm tin.
đi tìm tự do cho tôn giáo. Cao đài là thế đó, là phụ nữ cũng là rường cột cho gia đình, chăm sóc cho đàn con thơ cháu dạy, hai vai gánh nặng bên đạo bên đời. Dù phải gian truân một nắng hai sương, cơm áo gạo tiền phải bươn chải từng ngày, khó khăn thiếu thốn mọi bề. Nhưng khi đồng đạo có hữu sự, chúng tôi phải quẳng gánh lo âu để lên đường cùng nhau hiệp tâm hiệp lực đấu tranh để bảo vệ và duy trì gìn giữ mối đạo thiêng liêng do Thượng Đế sáng lập tại Việt Nam, để cho nhân loại sống và tu hành thương yêu nhau trong hòa bình và bác ái. Do đó chúng tôi đã từng trải qua bao gian khổ khó khăn, chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng đạo hải ngoại và các tổ chức quốc tế hãy lắng nghe và thấu hiểu, quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho tín đồ Cao Đài 1926 thực hành quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng trong quốc nội Việt Nam. Đã 24 năm ngậm ngùi bị vùi dập quyền hành chánh tôn giáo của đạo Cao Đài đã giải thể, trong tâm tư nguyện vọng của tín đồ là sẽ có một ngày liên kết lại, tạo một nội lực vững mạnh và chặt chẽ để quy về tòa thánh Tây Ninh, để khôi phục lại hành chánh tôn giáo Cao Đài đúng theo luật pháp chân truyền do Thượng Đế khai sáng tại Việt Nam. Rất cảm ơn quý vị và toàn thể hiền dân quân tử đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chúng tôi. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin kính chào.